Xin kính chào bạn khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Các bạn thân mến, sau một ngày U23 Việt Nam tập kín thì ngày mai mình tiếp tục có mặt tại VFF để gửi đến các bạn hình ảnh về buổi tập của tuyển U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 và trong buổi tập mà các cầu thủ quay trở lại với ngày đầu tuần có những gì đặc biệt mình sẽ gửi đến các bạn ngay sau đây. Đây là trợ lý của huấn luyện viên Philippe Chuchier, một trong những người rất nhiệt huyết trong các buổi tập của tuyển U23 Việt Nam. Ông luôn muốn các cầu thủ U23 ưu tiên chất lượng đường truyền và các cầu thủ phải chuyền bóng sệt, không được chuyền bóng bổng. Ngoài ra còn có những trợ lý khác như huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, người có biệt danh là Thắng Bế. Cách đây ít tháng thì huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cũng là người dẫn dắt câu lạc bộ Cần Thơ. Tuy nhiên sau khi mà tài chính của câu lạc bộ Cần Thơ không được ổn định thì Nguyễn Việt Thắng đã thôi chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Cần Thơ, và cho đến bây giờ huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cũng sẽ là người đồng hành cùng với huấn luyện viên Philippe Chuchier ở trong những giai đoạn của đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia. Các bạn nghe rất rõ các trợ lý của huấn luyện viên Philippe Chuchier nói với các cầu thủ rằng các bạn hãy hiệu quả những đường truyền bóng như tặng quà cho đối thủ. Trong các buổi tập thì huấn luyện viên Philippe Chuchier luôn là người đứng từ xa quan sát, và trong những ngày tập trung gần đây đã hơn 5 buổi tập thì đội tuyển Việt Nam thường xuyên tập đi tập lại những cái bài chuyền ngắn và di chuyển. Chuyền bóng sạt và chuyền căng. Sẽ có 3 tổ thay nhau. Vào ngày 8 tháng 3 tới đây thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ chính thức tập trung, và cả hai đội cũng sẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuchier. Và theo thông tin mình được biết thì sẽ có một đội tập buổi sáng và một đội tập buổi tối đến ngày 11 và 12 tháng 3 trước khi các cầu thủ trở về với các câu lạc bộ. Thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có một buổi giao hữu nội bộ để kiểm tra, và đội tuyển U23 Việt Nam sau đó sẽ di chuyển sang Doha, Qatar để tham dự một giải giao hữu vào cuối tháng 3 trước khi các cầu thủ trở về đá V-League cũng như chuẩn bị cho quá trình tại SEA Games 32 tại Campuchia. Khi mà các cầu thủ đang căng cơ thì huấn luyện viên Philippe Chuchier đang trao đổi riêng
với một cầu thủ. Có lẽ là ông muốn cầu thủ này cải thiện hơn về mặt chiến thuật. Trung bình một ngày 2 buổi tập, buổi sáng vào lúc 10 giờ sáng và buổi tối vào lúc 20 giờ đêm, thì cầu thủ cũng khá là vất vả với những bài tập căng. Đây là những cầu thủ mà huấn luyện viên Philippe Chuche sẽ làm lòng cốt để hướng tới World Cup 2026, một mục tiêu rất cao và rất xa của bóng đá Việt Nam trong 3 năm tới. Năm nay thì các thủ môn có thêm một thủ môn mới, đó chính là thủ môn Trần Hiền Điều từ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang có chuyến tập huấn tại PVF, và sau khi kết thúc chuyến tập huấn thì Trần Hiền Điều cũng đã lên tập trung với đội tuyển U23, và quân số thủ môn của đội tuyển U23 lúc này đang là 5 người. Bài tập pressing dành cho cầu thủ sẽ chơi bóng bằng tay để đảm bảo sự chính xác. Okay.